Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình PP. Mời các bạn cùng nghe chuyện Bách Niên Hảo Hợp tập 18. Hai ngày sau, Cố Hòa Bình đến văn phòng chú Khải Thâm, ném một xấp tài liệu lên bàn làm việc của anh. Mọi việc đều làm xong cho anh rồi. Chú Khải Thâm đóng giao dịch thời hạn giao hàng, mở túi văn kiện ra, xem qua đại khái một lần, sau đó bỏ vào ngăn kéo, vẻ mặt không có việc gì nói. Thay tôi cảm ơn anh hai cậu, nói cho anh ta biết, bộ phận công trình xây dựng cơ bản mảnh đất vườn Minh Hồ kia cho anh ta. Cố Hòa Bình chực chực cảm thán. Tảo mỡ dày như vậy, thật sự cam lòng cho anh hai tôi. Chú Khải Thâm ừ một tiếng. Tôi không bạc đãi anh ta. Anh ấy tiện tay mà thôi, không cần đắp lên lớn như vậy. Hôm nay tôi thiếu tình nghĩa với người khác, có qua có lại. Nhiều phần như vậy kiểu gì anh ta cũng sẽ nhớ kỹ. Cố Hòa Bình cười nói. Cáo già, thật hiểu rõ ràng tính nết anh ấy. Anh Chu, sao anh gian thế chứ? Chú Khải Thâm à một tiếng. Yên tâm, cũng không ít chỗ tốt cho cậu. Có thể gian đến chỗ Tiểu Lục lấy rượu. Bình rượu cậu vẫn luôn nhớ nhung kia, tôi chụp được cho cậu rồi. Cố Hòa Bình lập tức mặt mày hớn hở. Anh luôn có thể đâm thẳng vào trái tim tôi. Không thể gọi anh Chu, phải gọi Chu. Giọng nói chú Khải Thâm nhàn nhạt. Gọi ba. Mẹ nó, cút đi. Cố Hòa Bình rú lên. Chú Khải Thâm cười, mặt mày hơi buông lỏng, lùi về sau dựa vào thành ghế, đưa tay xoa huyệt thái dương. Cậu phí công phu lớn như thế, thuyết phục chủ tiệm Châu, giúp Cố Triệu vượt qua một cửa ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc này. Mưu đồ gì thế? Đặt Cố Hòa Bình vào chuyện này, thật ra anh ta cũng không đồng ý lắm với cách làm của chú Khải Thâm. Nói một câu không dễ nghe, cô của cô ấy có thành kiến rất sâu với cậu. Cậu làm nhiều như vậy chớ chắc bà ấy đã cảm kích. Hơn nữa, Triệu Linh Hạ người này thật sự có chút tiếng tăm tại phố người Hoa. Một người phụ nữ có thể làm được mức này, đó là lão giang hồ. Nắm lấy nhược điểm của cậu, ngoài sáng không nói nhưng có thể khiến cậu chủ động thành thành thật thật lót đường làm việc thay bà ấy. Người làm ăn, đao quang kiếm ảnh, lòng dạ ác độc, có đôi khi nữ tuyệt tình hơn cả nam. Chú Khải Thâm sao mà không hiểu đạo lý này? Anh nhớ mạnh mi tâm một cái. Tôi có thể làm gì? Điểm chí mạng của tôi cũng bị túm trong tay bà ấy. Một lời không hợp liền bạt tai. Nhưng Tiểu Tây lại nghe lời bà ấy. Chỉ một điểm này, Triệu Linh Hạ muốn gì tôi cũng cho. Cố Hòa Bình nghe mà thấy tâm can rung động, vỗ xuống bàn. Cậu diễn kịch khổ tình gì ở đây chứ? Tỏ tình với Tiểu Tây đi. Chú Khải Thâm bình tĩnh nói. Tiểu Tây cô ấy cái gì cũng hiểu. Giữa hai chúng tôi không phải một câu tỏ tình là có thể giải quyết vấn đề. Vậy cậu định làm thế nào? Chú Khải Thâm nói. Tôi còn có thể làm gì? Suy nghĩ trăm phương ngàn kế lấy lòng người cô nữ vương kia của cô ấy, rồi đi khai thông công việc bố vợ đại nhân của tôi. Ít nhất kéo số điện thoại của tôi ra khỏi sổ đen. Còn mẹ nó, tôi tạo nghiệt gì chứ? Cố Hòa Bình nhíu mày. Đừng cố sức quá, đầu xuôi đuôi lọt. Chú Khải Thâm thưởng anh ta một chữ. Cút! Sau khi ăn cơm trưa với Cố Hòa Bình, chú Khải Thâm không về công ty mà lái xe đến công ty niêm yết tại Bắc Kinh của Triệu Linh Hạ. Từ phía đồng vượt qua đi tới phía tây thành phố, chân cẳng anh vừa khỏi nhưng mà lái xe 2 giờ vẫn khó chịu. Trước khi xuống xe, anh phun Vân Nam Bạch Dược lên chân 2 lần mới dám di chuyển. Chú Khải Thâm tự mình đưa tài liệu tới, Triệu Linh Hạ cười nói. Lấy lòng tôi sao? Chú Khải Thâm sảng khoái đáp. Vâng. Triệu Linh Hạ đè lên túi tài liệu. Được, tâm ý của cậu tôi đã biết. Tâm tư chú Khải Thâm thả lỏng một cái, may mà không phí công. Triệu Linh Hạ người này quá chú trọng hình thức. Văn phòng đặt chân tạm thời cũng trang trí tinh xảo thỏa đáng, tỉ mỉ soi mói đến mức đã tốt còn muốn tốt hơn. Tính cách người này giống hệt Triệu Tây Âm, có phần ít chú ý, không ra bài theo lẽ thường. Triệu Linh Hạ lấy ra một vật từ trong ngăn kéo, lúc này cho anh một cơ hội. Dành chút thời gian, cậu đưa cái này cho Tiểu Tây. Chú Khải Thâm mở hộp ra xem xét, lại khép lại. Đứng lên cài áo khoác âu phục, giọng nói lạnh nhạt. Không cần, tối hôm qua con mua cho cô ấy rồi. Là vòng tay bạch kim giống cái kia như đúc. Trạng vạng tối, ánh nắng chiều đỏ phía chân trời bao phủ cao ốc phía tây. Hoàng hôn màu sắc diễm lệ thế này rất khó nhìn thấy lúc cuối thu. Nhiệt độ hạ xuống trong mắt khiến cho người ta phân tâm một cái, giống như đặt mình vào thời tiết đầu hạ. Triệu Tây Âm ra khỏi đoàn, áo khoác đặt trên tay, mặc một áo lông trắng, tóc dài lắc nhẹ một cái như nữ sinh. Cô chạy chậm dọc đường đến xe Triệu Linh Hạ. Cô,
hôm nay chúng ta ăn gì? Chợ thấy ấm thật sự vui vẻ, ở trước mặt người nhà sẽ luôn bộc lộ mấy phần ngây thơ trẻ con. Thật ra Triệu Linh Hạ cũng không thích phụ nữ trên người có thái độ hồn nhiên thế này. Trong tam quan của bà, tính cách cứng rắn này mới có thể tự bảo vệ bản thân. Nhưng giờ khắc này nhìn cháu mình lại cảm thấy hơi thay đổi sắc mặt. Bà thu vẻ mặt lại, bình tĩnh nói, đưa con đi dạo một chút. Triệu Thế Âm không ngoài ý muốn, cô của cô là một người cuồng mua sắm, tuyệt đối không bạc đãi mình. Tưởng rằng lại đi cửa hàng, bên trong ánh chiều tà le lói, xe Triệu Linh Hạ dừng ở một nơi tấm biển nê ông thanh sắc. Triệu Thế Âm xuống xe, ngẩng đầu nhìn cửa xoay sáng loáng. Nam nữ ra ra vào vào, đô thị phồn hoa, đầu ngón tay hồng trần. Triệu Linh Hạ gọi cô, ngây ra gì vậy, đi thôi. Triệu Linh Hạ quen việc dễ làm, đi vào cửa xoay, tiến vào hành lang bên phải, bên trong còn có một cánh cửa. Chỉ có điều lụa mỏng bao phủ, thiết kế thành kiểu dáng cổ phong, rất mơ hồ. Triệu Tây Âm nhìn lại mới cảm thấy có phần giống động bàn tơ trong Tây Du Ký. Cô không rõ cho lắm, giật ống tay áo Triệu Linh Hạ, thấp giọng hỏi, cô, chúng ta làm gì vậy? Nói xong, người phục vụ đẩy cửa phòng bao ra, cùng kính lễ độ nói, giám đốc Triệu, đều đã sắp xếp xong xuôi. Triệu Tây Âm bị dọa đến lui về sau một bước dài, nhìn thấy 17-18 người đàn ông xếp hàng nghiêm chỉnh cùng hô lên, hoan nghênh đến chơi. Cùng lúc đó, Chu Khải Thâm nằm trong quán trà Lão Trình dưỡng thương. 2 giờ lái xe tới chỗ Triệu Linh Hạ, cái mông mới khỏe lại bắt đầu đau âm ỉ. Lão Trình nói, cậu tìm bác sĩ đông y chỉnh xương đi, đừng khinh thường tổn thương gân cốt, coi chừng để lại mầm bệnh. Chu Khải Thâm ôm gối trên mặt, gập chân trái, chân phải vểnh lên, một bộ dạng đại gia. Điện thoại trên bàn trà vang lên, anh cũng lười xem. Một lát sau, Cố Hòa Bình đang rảnh rỗi chơi poker trên điện thoại giống lên một tiếng, mẹ nó. Âm thanh cực lớn, Chu Khải Thâm giơ tay lên ném gối qua. Tim cũng bị cậu dọa ngừng đập. Không phải, ông chủ Chu. Cố Hòa Bình ngã lộn nhào chạy tới, anh ta điên cuồng lắc lư điện thoại trước mặt. Cậu xem đi, cậu xem đi. Cậu lắc như thế tôi xem kiểu gì? Chú Khải Thâm nắm chặt cổ tay anh ta, cầm lấy điện thoại, đầu tiên là nhíu mày. Cậu và Lê Nhiễm thường xuyên trò chuyện như vậy rồi hả? Qua 2 giây, chú Khải Thâm đột nhiên xoay người ngồi dậy, mặt mũi trắng bệch. Lê Nhiễm và Cố Hòa Bình tán dóc trên WeChat. Chú Khải Thâm có ở chỗ anh không? Đừng trách tôi không báo cho anh ta, gửi tin nhắn nửa ngày không có động tĩnh. Tiểu Tây tới quán trai bao. Sau đó đính kèm một ảnh chụp màn hình là tin nhắn Triệu Tây Âm gửi cho cô ấy. Cậu tin được không? Cô tớ đưa tớ tới hội sở này, thật nhiều soái ca. Thấp nhất cũng 1m8, cơ ngực nảy nở đến mức có thể kẹp vỡ quả ốc chó. Nhưng tớ cũng không thích quá cơ bắp. Người đàn ông vừa nãy kia cũng không tệ lắm. Âu phục Armani, đeo mắt kính gọng vàng, có phong phạm tổng giám đốc. Anh ta còn có thể dùng ngôn ngữ 3 nước nói chuyện với tớ. Trình độ nghiệp vụ quá cao. Lê Nhiễm, bây giờ tớ cảm thấy nhân gian rất đáng giá, vui sướng giống như thiên đường. Chỗ cô là thiên đường, nơi này Chu Khải Thâm liền thành địa ngục. Tưởng rằng nhìn lầm, tỉnh tỉnh mê mê hỏi Cố Hòa Bình. Cô ấy nói cô ấy ở đâu? Quán trai bao. Giọng nói Cố Hòa Bình khí thôn sơn hà. Quán trai bao. Theo lời của Triệu Linh Hạ là đưa Triệu Tây Âm tới mở mang kiến thức, đừng xa rời thực tế, sống thành con ếch ngồi đáy giếng. Rời xa trần thế, sống một cuộc sống yên tĩnh và nhàn nhã trong tự nhiên. Chuyện tốt hồng trần này nhiều lắm chứ. Không ngắm hết trăng sáng gió mát, không đếm hết xe ngựa như nước. Đừng bị cái vỏ bọc bên ngoài che mắt, giống như thắt cổ trên một cái cây. Theo quan sát của Triệu Tây Âm, hội sở này chắc chỉ mở cho khách quen. Nhưng Triệu Linh Hạ ở nước ngoài lâu năm, thông thường không phải hội viên nơi này. Sau đó Triệu Linh Hạ nói cho cô, là một chị em của cô ấy nói một câu. Rắn chuột một ổ cấu kết với nhau làm chuyện xấu, thông đồng làm bậy. Những từ ngữ này đột nhiên hiện trong đầu Triệu Tây Âm, mặc dù trái ngược với học thuyết hay lý thuyết cơ bản, nhưng nghĩ lại một chút, cảm thấy phụ nữ có thể sống thích làm gì thì làm như thế này cũng khá hay. Nhưng thật ra Triệu Linh Hạ là một người khí chất lạnh lùng, không giống làm ăn, trái ngược với mỹ nhân yểu điệu tài cao. Chắc là cô ấy tập mãi thành quen với khung cảnh này, không để lộ một chút dục vọng. Triệu Linh Hạ gọi rượu vang đỏ cho Triệu Tây Âm, tiện tay chỉ một cái. Coi trọng người nào thì cứ mang đi. Sau đó một mình ra ngoài nghe điện thoại.
Triệu Tây Âm nghiêm túc ngồi trên ghế sofa, mắt lớn trừng mắt nhỏ với một hàng đàn ông anh tuấn trước mắt. Khách quan mà nói, chất lượng thượng thừa, phong cách khác biệt, chu toàn. Nào là loại hình bá đạo tổng tài, loại hình thư sinh, loại hình cơ bắp, loại hình em trai nhà bên. Đóng vài gì giống cái đó, không dầu mỡ, rất hiếm có. Triệu Tây Âm lúng túng cười với bọn họ, gãi lỗ tai, cúi đầu xuống cả khuôn mặt đỏ bừng. Vị nam tổng giám đốc Armani, người đầu tiên tiếp lời cô sau khi vào cửa, nở nụ cười ôn hòa an ủi. Không có chuyện gì đâu Triệu tiểu thư, em chọn một người, chọn xong chúng tôi sẽ rời đi, đi tới phòng tiếp theo. Triệu Tây Âm nóng như lửa đốt, một lưng mồ hôi, chỉ một cái lung tung. Vậy thì anh. Những người còn lại rời khỏi, áp lực giảm đi một nửa. Nam tổng giám đốc ngồi xuống bên cạnh cô, nở nụ cười ấm áp. Em đừng khẩn trương, cũng đừng áp lực, thời gian không gấp gáp. Ở đây khó chịu sao? Khó chịu thì về phòng cũng được. Triệu Tây Âm lắc đầu như cái trống lúc lắc. Không không không. Không có gì, thả lỏng. Tổng giám đốc vành mũi, gương mặt tuấn tú, mày rậm như kiếm. Thật sự là cảnh đẹp ý vui. Anh ta nói. Đói bụng không? Đói thì tôi với em ra ngoài đi loay quanh. Triệu Tây Âm ngẩng đầu. Còn có phục vụ kiểu này? Đối phương cười cười. Đương nhiên, tối nay dành toàn bộ cho Triệu tiểu thư. Muốn để tôi làm cái gì, làm thế nào, làm bao lâu, em không cần xấu hổ. Đây là công việc của tôi. Tôi rất có phẩm đức nghề nghiệp, sẽ làm em thoải mái vui vẻ. Nửa giờ sau, trong phòng này tiếng cười âm ỉ, bầu không khí hài hòa. Lông mày của anh là thật sự làm sao? Triệu Tây Âm đưa ngón trỏ chọc một cái. Xăm lông mày ở đâu vậy? Tay nghề thợ không tệ đấy. Thật ra lông mày của tôi tương đối mảnh, không quá phù hợp với hình tượng tổng giám đốc, các khách hàng không hài lòng. Anh cảm thấy người nào phù hợp với tổng giám đốc? Triệu Tây Âm một tay chống cằm, thoải mái tùy ý nói chuyện. Uy vũ một chút, bá khí một chút, cao lãnh một chút, thân thủ tốt một chút. Triệu Tây Âm cười đến nghiêng ngả, dựa vào thành ghế, trong mắt có ánh sao lấp lé. Lúc này cửa chính bị đá văng, Chu Khải Thầm dùng sức đạp một cước, điều khác trên cửa cũng nát thành mấy mảnh. Khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt đóng đinh trên người Triệu Tây Âm, giống như sáp squirt bọc thuốc nổ. Hai mắt nam tổng giám đốc tỏa sáng, chỉ vào Chu Khải Thầm nói, là kiểu thế này. Ban đầu Triệu Tây Âm còn sửng sốt, nghe xong lời này nín cười quay đầu sang chỗ khác. Có lẽ do ánh đèn phòng bao u ám, góc độ này lại ngược sáng, không nhìn rõ thần sắc đối phương. Nam tổng giám đốc rất tự nhiên xem Chu Khải Thầm là đồng nghiệp, vô cùng thân thiết hỏi thăm. Chào anh đi nhầm phòng rồi, vị tiểu thư này là do tôi phục vụ. Mỗi bước tiến lên của Chu Khải Thầm là một cú giẫm mạnh, tức giận không kiềm được. Nếu phục vụ cũng không đến lượt anh. Nam tổng giám đốc rất có đạo đức nghề nghiệp, ngăn cản trước mặt Triệu Tây Âm. Đều làm việc ở cùng một hội sở, tiên sinh xin anh tự trọng, kiếm phần trăm bằng bản lĩnh được không? Không nhịn được, Triệu Tây Âm phụt một tiếng, tâm tư chơi đùa nổi lên, thật là vui sướng chống đôi mắt hỏi. Anh ở phòng nào vậy? Tôi không chọn anh. Mặt Chu Khải Thầm đen lại. Cạnh tranh cương vị, anh biết cái gì? Có thể múa cột không? Kỹ thuật không giỏi sao? Kỹ thuật không giỏi sao tôi nhớ được anh là ai? Chu Khải Thầm đập đổ ly rượu cùng đĩa đựng trái cây trên bàn xuống đất. Anh dẫm lên mảnh thủy tinh trên mặt đất, âm thanh vang lên kèn kẹt giống như vụn băng trời tuyết. Tôi là ai? Con mẹ nó, tôi là người đứng đầu bảng nơi này. Chỉ vào nam tổng giám đốc nghiến răng nói. Anh tổng giám đốc giả từ đâu tới? Cút ngay cho tôi. Sau đó hùng mãnh dùng sức túm cánh tay Triệu Tây Âm. Người đứng đầu bảng hầu hạ em, đầu bảng cái gì cũng biết. Đêm nay hầu hạ em thoải mái chết được thì ông đấy theo họ em. Chú Khải Thầm cũng không quan tâm cô có đau không, nổi trận lôi đình kéo người ra khỏi phòng. Lá rụng báo hiệu thứ đến, trăng lồng lụa mỏng, đây vốn nên là một đêm đẹp. Chú Khải Thầm kéo Triệu Tây Âm từ phòng bao ra đến hành lang, mơ mơ hồ hồ quẹo vào một phòng trống. Sau đó ném cô lên ghế sofa, lòng bàn tay lục bụp một tiếng đóng cánh cửa lại, ngăn cách ánh sáng và âm thanh bên ngoài. Triệu Tây Âm bị anh ném đến hoa mắt, không có sức lực chậm chạp quay lại. Chú Khải Thầm lại khom lưng tới gần. Tay trái gồng cùm xiềng xích không cho cô động đậy, tay phải mò mẫm cổ áo sơ mi của mình. Chỉ thấy kéo một cái, cà vạt màu đen xuôi theo cổ, giống như suối hẹp chảy, ngoan ngoãn quấn giữa ngón tay chú Khải Thầm. Anh làm gì? Ai ra? Cổ tay Triệu Tây Âm đau đớn, cô mắng to. Chú Khải Thầm anh là tên khốn kiếp.
Chu Khải Thâm mạnh mẽ dùng cà vạt trói cô lại, không hết giận còn buộc nút chết. Cuối cùng ngồi trở lại ghế sofa cạnh cửa, các chéo chân quẹt diêm đốt. Trong sương mù quanh quẩn, anh trầm mặc phun khói ra. Trong phòng không bật đèn, ánh sáng ảm đạm mờ ảo bên ngoài chiếu vào đều đặn, tạo ra một sự tồn tại vi diệu bao phủ Chu Khải Thâm. Ngũ quan Chu Khải Thâm vốn lập thể, dưới ánh sáng nhàn nhạt, mức độ càng rõ ràng. Người đàn ông mở hai cúc áo sơ mi, lộ ra xương quai xanh gọn gàng và hầu kết hơi lồi. Trong ánh lửa, anh hơi híp mắt lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô chằm chằm. Tay triệu tây âm bị cà vạt trói chặt, vất vả dãy ruộng cố gắng đứng dậy. Đối lập một người ngồi yên, một người chuyển động, khiến lòng người không muốn khuất nhục. Triệu tây âm đứng dậy rất vất vả, không quan tâm gì nữa, chạy đến trước mặt Chu Khải Thâm, dùng chân đạp mạnh. Anh tên biến thái, anh tháo ra cho em. Chân Chu Khải Thâm bị thương còn đau, cô nhóc này lòng dạ hung ác, mỗi một đạp đều muốn mạng. Triệu tây âm cảm thấy anh nhíu mày, vẻ đau xót hiện lên mặt, sức lực trên chân lập tức giảm 5 phần. Cô tức giận hỏi, anh không hiểu sao? Tháo ra, anh tháo ra. Chu Khải Thâm không hề bị lay động, cũng không hút thuốc nữa, trực tiếp dập tắt giữa ngón tay. Triệu tây âm hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, dứt khoát bắt đầu chảy nước miếng, tiếng khóc không nhỏ, nghẹn ngào khóc nức nở. Anh tên khốn kiếp, anh chỉ biết bắt nạt em. Chu Khải Thâm ất ức thành nội thương. Triệu tây âm, đêm nay hai ta ai bắt nạt ai? Không sớm thì muộn có ngày anh bị em bắt nạt chết. Triệu tây âm nghẹn ngào khóc hù hù. Em chơi của em cũng không tốn tiền của anh, anh nổi giận gì chứ? Đều tại anh trách thì trách anh sao? Chu Khải Thâm tức đến ngất. Trước kia sao mà anh không nhìn ra, em còn thích chơi đóng vai nhân vật. Người đàn ông gì kia, mặc áo mini là thật sự trở thành tổng tài. Triệu tây âm giận ngược lại. Anh đừng có sỉ nhục người khác, người ta dựa vào bản lĩnh lấy được phần trăm, tuyệt đối không hèn mọn. Giả tổng giám đốc thì sao? Tổng giám đốc thật thì sao? Con không phải biến thái lòng lang dạ thú. Chu Khải Thâm vỗ bàn một cái đứng dậy, vô cùng mạnh mẽ. Triệu tây âm bị cử chỉ bất ngờ này của anh dọa đến cuống quýt lùi về sau. Vừa sợ vừa tức, cứng cổ trách móc một tiếng. Làm sao? Anh lại muốn đánh em sao? Mũi kìm mạch mang, một chiếu mất mạng. Chu Khải Thâm gần như suy sụp trong nháy mắt, cơn giận vừa rồi hành quân đi lặng lẽ, trong lòng vừa đau vừa hối hận. Sắc mặt biến đổi như thế trở nên càng tái nhợt. Đã cách nhiều năm, vết thương ngày xưa không thể đụng vào đã bị một câu cô đọng của Triệu tây âm khái quát, như một viên đạn, rung mạnh ầm ầm, uy lực vẫn vô hạn như cũ. Rốt cuộc cần phải thản nhiên đối mặt. Hơi thở Chu Khải Thâm thâm trầm, hít vào là áp lực, phun ra là thấp thỏm. Anh dùng giọng nói khàn khàn, thậm chí đang run rẩy. Tiểu tây, năm đó anh không cố ý. Triệu tây ấm cảm nhận trong lòng dường như cũng không chật vật như trong tưởng tượng. Cô chỉ trích oanh oanh liệt liệt, như yên lặng nghĩ lại. Cuối cùng trong lòng một cơn thủy triều dâng lên. Thật yên lặng, cũng không nhấc lên sóng lớn. Chu Khải Thâm. Cô đưa tay qua, cà vạt màu đen quấn quanh da thịt trắng nõn của cô. Bình thanh tĩnh khí nói. Tháo cho em. Đến mức này nào còn dám phách lối. Chu Khải Thâm cúi đầu, thời điểm đụng vào tay của cô, đầu ngón tay run rẩy. Mấy năm bộ đội nhập ngũ, các loại kỹ năng đều phải thành thạo. Năng lực Chu Khải Thâm vượt trội, đấu võ gì cũng có thể đại diện tranh đoạt thứ hạng trong đội. Chiến thuật cách thức tháo dây thừng đã được luyện vô cùng thành thục. Sau khi kết hôn không làm việc đàng hoàng, dứt khoát đều dùng trên người Triệu tây âm. Khi đó không cần cà vạt, có dây thừng chuyên dụng, đỏ tươi, dục vọng nặng. Đó là thời điểm đẹp nhất của hai người, sống mơ mơ màng màng, không biết ngày mai. Vài lần là tháo được cà vạt trên cổ tay ra, Chu Khải Thâm thở gấp một hơi. Được rồi. Triệu tây âm nắm chặt cà vạt không trả, sau đó trở tay bắt anh lại, lúc này mới hoàn trả lại nguyên dạng. Cà vạt quấn lung ta lung tung trên cổ tay người đàn ông, buộc nút chết giống như chút giận. Triệu tây âm một bên buộc một bên mắng. Trói chặt anh, buộc anh thành con cua lớn, hấp thịt kho tàu, thả vào chảo dầu rán. Mắt Chu Khải Thâm cũng không nháy, chỉ nói. Em đừng nghe cô em. Triệu tây âm buộc đến một trán mồ hôi, giận dỗi nói. Ít nhất cô sẽ không tổn thương em. Chu Khải Thâm nhíu mày nói. Đoàn em sắp có sát hạch, đến nơi này dễ dàng xảy ra nguy hiểm. Nếu em thật sự muốn chơi thì ít nhất chờ có kết quả rồi lại đến. Cô em không hiểu rõ tình huống bây giờ của em, nhưng chính em phải cân nhắc chu đáo. Triệu tây âm cúi đầu cười một tiếng, cười rực rỡ như ánh dương.
Cũng đúng, cuối tuần lại đến. Vẻ mặt chú Khải Thâm lạnh nhạt. Ừm, cuối tuần anh lại đến. Anh tới làm gì? Làm người đứng đầu bảng. Triệu Tây Âm trố mắt há miệng, thực sự bội phục cái da mặt dày cộm của người này. Chú Khải Thâm dùng sức, bỗng nhiên cúi đầu, đụng trán mình vào trán cô. Hô hấp quấn cùng một chỗ, vừa nhẹ vừa nóng. Triệu Tây Âm bị điểm huyệt, không nhúc nhích. Chú Khải Thâm khàn giọng. Tiểu Tây! Triệu Tây Âm nhắm mắt lại, thở một hơi thật dài, sau đó uốn gối nhấc chân, mạnh mẽ lên gối một cái vào bụng anh. Cảm động trong mắt mất đi toàn bộ, chỉ còn ngữ khí kiên quyết, mạnh mẽ sinh uy trong ánh mắt không giấu được bi tình yếu ớt. Cô nói, chú Khải Thâm, em không muốn bị cô bạt tai lần nữa. Một quãng thời gian yên tĩnh rất dài, cho đến khi tiếng chuông điện thoại trong túi phá vỡ. Tinh thần Triệu Tây Âm chậm chạp, tay run run tìm kiếm trong túi. Thông báo video WeChat một lần lại một lần, âm thanh lúc lớn lúc nhỏ. Túi cô đeo hôm nay không sâu, nhưng dường như thế này càng sốt ruột càng loạn. Lúc cô tìm ra điện thoại, có lẽ đúng lúc ngón tay chạm vào nghe, giọng nói trẻ em giòn tan, trời xinh lạnh lót trong veo. Chú Khải Thâm không dám xác định hoàn toàn, giống như nghe nhầm, giống như cát chảy qua tai, hình như gọi là mẹ. Động tác Triệu Tây Âm quá nhanh, trong chớp mắt lấy điện thoại ra khỏi túi liền lập tức ngắt máy. Có lẽ tín hiệu cũng không tốt, dường như trộn lẫn tạp âm. Chú Khải Thâm nổi lên nghi ngờ nhưng lại cảm thấy là mình ứa tai. Anh kinh ngạc nhìn Triệu Tây Âm, lông mày nhăn lại, biểu cảm nghiêm túc. Triệu Tây Âm bình thản ung dung, không có vẻ bối rối, đặt điện thoại lại trong túi, thoải mái ra ngoài. Đêm nay giống như là nhạc đệm, sau hừng đông lại hồi tưởng, hoàng đường không chân thực, chỉ còn một chút gợn sóng. Sau khi cô bất cẩn nhận video kia, cử chỉ chú Khải Thâm như điên rồ, cũng không đuổi theo gây sóng gió nữa. Chắc là tối hôm qua Triệu Linh Hạ không về khách sạn, vì cô ấy bảo lái xe chờ Triệu Tây Âm ở cửa ra vào. Có lẽ là coi trọng người đàn ông nào đó một đêm xuân, hoặc là bận rộn nhiều việc nên không thèm trầm luân hồng trần. Không phải ai cũng thế này, nếm thử mới mẻ, ngủ một giấc, có cuộc sống mình từng muốn như cũ. Bỏ cái cũ tạo ra cái mới, những điều mới lạ, làm gì phóng khoáng thản nhiên như vậy, trở về quỹ đạo vốn có, củi gạo dầu muối khói lửa nhân gian, đây mới là chính sự. Triệu Tây Âm múa như thường lệ, khối lượng huấn luyện càng ngày càng lớn. Hôm nay lúc nghỉ ngơi, cô thuận tay cầm điện thoại xem một chút. Ngoài ý muốn là 2 giờ trước, Đình Nhã Hà gửi một tin nhắn cho cô. Tiểu Tây, cảm ơn con. 5 chữ, Triệu Tây Âm cảm thấy chói mắt làm sao. Luật sư rút văn kiện, nghe nhụy được giữ thể diện. Giờ khắc này cô tin tưởng tiếng cảm ơn này của Đình Nhã Hà là thật lòng không giả. Cô oán thầm cũng tự giễu, đi nơi nào tìm được người đần độn bị lừa như mình chứ. Triệu Tây Âm một bên hận lòng dạ mình không đủ ác độc, chịu nhục vài chục năm, chọc cho Đình Nhã Hà sống không yên ổn, nguyện vọng của cô đã thực hiện rồi. Những cảm xúc kịch liệt này nhấc lên một cơn sóng lớn trong lòng, sau khi đập xuống mãnh liệt, lại khôi phục thành một vũng nước đọng. Cảm xúc thay đổi rất nhanh, Triệu Tây Âm đột nhiên cảm nhận được, thông suốt ngày tháng vô vị. Tin nhắn mới của Đình Nhã Hà. Mẹ gửi 2 hộp đào, 2 ngày hôm nay con nhớ nhận chuyển phát nhanh. Cổ họng Triệu Tây Âm cứ chua chát như vậy. Cô không thích ăn đào nhưng Triệu Văn Xuân thích. Cũng không cần cố hỏi, Đinh Nhã Hà giống như biết tâm tư của cô. Qua khoảng thời gian dài, gửi một đống chữ tới. Tiểu nhị làm phẫu thuật, lần đầu tiên nạo thai không nạo sạch sẽ, nạo lần thứ 2. Đứa nhỏ sau này khi xảy ra chuyện bị kích thích, mỗi ngày quấy mẹ, khi khóc, khi thì lại cười. Mẹ không dám đưa con bé về nhà, để con bé ở nhà bà ngoại tĩnh dưỡng. Nghỉ ngơi xong lại về Bắc Kinh. Tiểu Tây nếu như nghe Hưng Trác đến hỏi con, xin con hãy giữ bí mật. Triệu Tây Âm xem xong liền xóa hết tin nhắn. Đinh Nhã Hà dường như vĩnh viễn không rõ một đạo lý, đem lỗi lầm của mình và nhận thức cuộc sống cưỡng ép dồn cho người khác. Cái này thật ra cũng là một sự thất lễ. Trong lòng không muốn đùn đẩy cho người khác, đạo lý dễ hiểu, nhưng thật sự có người có thể làm được. Thống nhất giữa nhận thức và hành động vĩnh viễn cực ít. Sầm Nguyệt đưa ly nước cho cô, xoa vai cô. Nhìn cái gì đấy? Nhập thần như thế. Triệu Tây Âm lắp điện thoại, xóa tin nhắn. Mắt tròn của Sầm Nguyệt lanh lợi đảo lòng vòng, đầu lệch về phía cô nhỏ giọng hỏi. Người đàn ông gặp ngày đó tên là gì vậy? Triệu Tây Âm nhất thời không phản ứng kịp. Ai? Bốn mắt đối diện nhau, Sầm Nguyệt nháy mắt với cô. À à, Triệu Tây Âm gật đầu.
Em nói Cố Hòa Bình. Sầm Nguyệt mặt mày rạng rỡ. Anh ta tên là Cố Hòa Bình à? Thật sự có cảm giác của thời kỳ một tên nha. Gia đình anh ta rất nhiều người làm lính, đều là nhịp điệu này. Triệu Tây Âm chỉ hiểu đại khái, vẫn là trước đây đã lâu nghe chú Khải Thâm nói qua một chút. Chị gái anh ta tên Cố An Bình, anh trai tên Cố Kiến Công, dù sao cũng đều là phong phạm chính nghĩa hào hùng. Bối cảnh cao thâm khó dò, giải thích cũng mơ hồ, dùng từ quá cao thâm còn lộ ra thêm giống như cô kính nể nịnh bợ. Nói ngắn gọn, Cố Hòa Bình hẳn là con cháu đại viện đường đường chính chính. Triệu Tây Âm bỗng nhiên nhíu lông mày, ánh mắt nghi ngờ. Tiểu Nguyệt Lượng, nghe ngóng rõ ràng như vậy làm gì? Sầm Nguyệt cười cười. Hiếu kỳ nha, em cảm thấy dáng dấp anh ta rất đẹp mắt. Triệu Tây Âm mấp máy môi, thân sắc lập tức nghiêm túc. Em đừng để bị bề ngoài của anh ta lừa. Sầm Nguyệt hỏi. Anh ta sẽ lừa em sao? Triệu Tây Âm nghe sau lời này liền biết chuyện xấu, nhưng cũng không một gậy đánh chết Cố Hòa Bình, chỉ khách quan nói. Không biết, nhưng anh ta từng lừa không ít người. Sầm Nguyệt sờ lỗ tai, cúi đầu nở nụ cười, rất giống hồ ly nhỏ. Sau khi kết thúc huấn luyện, Triệu Tây Âm hỏi Sầm Nguyệt. Có muốn đi ăn lẩu không? Lần trước chẳng phải kêu gào muốn đi sao? Không đi nữa. Sầm Nguyệt đeo ba lô xong từ lâu, đi nhanh. Em còn có việc. Triệu Tây Âm cảm thấy cô ấy có chút kỳ lạ, lén lén lút lút. Bên này không có hẹn, Triệu Tây Âm lắc lư tới phòng làm việc Lê Nhiễm. Một đống hộp truyền phát nhanh và hàng mẫu, Tiểu Thuận ngồi xổm trên mặt đất điều phối. Thấy cô đến, dướn cổ kêu gào. Chị Tây tự chơi trước nha, chủ tiệm Lê đi hẹn hò rồi. Em nóng xong rồi thì đưa chị đi ăn cơm. Triệu Tây đá văng hộp giấy vụn bên chân, đi tới ngồi cùng giúp đỡ. Không sao, mặc kệ chị, cậu ấy hẹn hò. Hẹn cái gì? Gần đây hình như có một người đang theo đuổi chị ấy. Cũng không tính là theo đuổi. Em thấy chị Nhiễm bình thường trêu chọc cợt nhả cũng rất vui vẻ. Tiểu Thuận xé băng dán trong suốt, loạch xoạch hai lần đóng xong hộp giấy. Triệu Tây Âm hỏi. Vẫn là lần trước, nghiên cứu sinh kia. Tiểu Thuận dừng động tác trong tay, vất vả nhớ lại. Ai ra? Không phải, không phải. Chị Nhiễm nói anh ta bị hôi nách, có thể chết người. Không tìm ra đáp án nhưng Triệu Tây Âm cũng không quá để trong lòng. Có đôi khi cô sẽ cảm thấy thật ra Lê Nhiễm có điểm giống với Triệu Linh Hạ lúc trẻ tuổi. Một lòng gây dựng sự nghiệp, năm sông bốn biển đều là bạn, vô cùng hào khí, cá tính cởi mở. Cô ấy lĩnh ngộ được chuyện tình cảm này cũng rất dễ hiểu. Người theo đuổi cô ấy không ít, nhưng trong ấn tượng, người Lê Nhiễm thật sự thích chính là Sư Huynh đã kết hôn kia. 11 tháng 11 trong tiệm buôn bán không tệ. Chị Nhiễm dẫn tụi em đi đảo Bali du lịch. Tiểu Thuận nháy mắt mấy cái. Chị Tây, chị đi không? Không sắp xếp được thời gian, cuối tuần chị phải sát hạch. Triệu Tây Âm lấy ra một phong thư từ trong túi đưa cho cậu ta. Thuận Nhi, chị nhờ người làm giấy chứng nhận ra vào ở học viện vũ đạo. Cô Dương Liên Thanh sẽ đến dạy. Không phải cậu vẫn muốn đi học sao? Mượn cơ hội này đi nghe giảng một chút, cũng có trợ giúp với cậu. Tiểu Thuận ngẩn người, sau đó mặt mày hớn hở, ôm phong thư vào ngực như bảo bối. Cảm ơn chị Tây. Triệu Tây Âm đợi ở đây đến 9 giờ mới đi. Lúc ra thang máy, đúng lúc bắt gặp Lê Nhiễm xuống từ một chiếc xe. Trong tay cầm hoa, cô ấy cúi đầu cười cười, nói với người ngồi ghế lái. Xe Việt Dã BMW màu đen, càng nhìn càng quen thuộc. Sau đó xe chậm rãi khởi động. Lúc di chuyển về phía trước, Triệu Tây Âm thấy rõ người lái xe, lập tức đủ loại hoảng sợ. Lê Nhiễm ngầm ngà bài hát đi về phía hành lang, bị Triệu Tây Âm níu cánh tay lại từ bên cạnh kéo sang bên cạnh. Tức đến nổ phổi hỏi, sao cậu lại lăn lộn với Cố Hòa Bình? Lê Nhiễm bị dọa đến gần chết. Ai ui bà nội? Bớt nói nhà, nói. Triệu Tây Âm nghiêm túc chất vấn. Lê Nhiễm đẩy hoa hồng trong tay đến trước mặt cô, đôi mắt cười như trăng khuyết. Anh ta tên ngu ngốc này sẵn lòng chơi đùa, vậy thì tớ sẽ chơi đùa cùng với anh ta nha. Triệu Tây Âm nhíu mày, tính cách hổ giấy này có Lê Nhiễm, bên ngoài nghiêm túc, bên trong yếu đuối, tâm trí đơn thuần cũng chỉ có mồm mép lợi hại. Cố Hòa Bình là người nào? Mấy năm trước hòa danh tại ngoại ở phố Hậu Hải, trước khi yêu đương còn phải hỏi rõ có từng yêu đương với Cố Hòa Bình không? Những lời đồn rất sống động, tuy thật giả khó phân biệt, nhưng Cố Hòa Bình tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì. Nhìn qua đối với người nào cũng khách khí, thật ra là che giấu trái tim lạnh lẽo. Vừa nói như vậy, Lê Nhiễm cũng không đồng ý.
Chu Khải Thâm kia và Cố Hòa Bình vẫn là anh em kết nghĩa, Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã, cấu kết với nhau làm việc xấu. Họ Chu so với họ Cố chỉ có hơn chứ không kém. Không phải cậu gả cho Chu Khải Thâm sao? Triệu Thị Âm liếc mắt, bình tĩnh trần thuật. Cho nên tớ không có một kết cục tốt nào đấy. Lê Nhiễm liền lập tức mềm lòng, kéo tay cô xin lỗi. Xin lỗi mà, tớ không cố ý nói vậy. Triệu Thị Âm cũng nắm chặt tay cô. Xin lỗi, tớ cũng không nên không hiểu rõ chân tướng đã dội nước lạnh cho cậu. Hai cô gái tình cảm rất tốt, đời này cũng sẽ không diễn tiết mục vì đàn ông mà trở mặt. Lê Nhiễm ôm hoa, nổi bật lên nét mềm mại của cô, ngữ khí chân thành. Mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, chẳng qua tớ cảm thấy người khác thật ra cũng không tệ lắm. Dáng vẻ Lê Nhiễm lúc này giống như đã từng gặp. Triệu Tây Âm bỗng dưng nhớ tới Sầm Nguyệt, ngay cả ánh mắt khờ dại ngu ngốc cũng giống nhau. Một chuỗi bí ẩn chưa có lời giải đáp kia chợt tự nhiên hiểu ra. Sâu thẳm trong lòng Triệu Tây Âm toát ra một từ: làm nhàn họa thủy. Đầu đông ngoại ô Bắc Kinh, rời xa đông đúc ồn ào, trong gió tây xào xạc, lá cây xanh biếc đung đưa thỉnh thoảng rơi xuống. Một chiếc đèn sáng lên trong phòng sách, Trương Nhất Kiệt báo cáo ngắn gọn công việc. Sau khi đã được duyệt, anh ta nói: sát hạch đã được xác định vào thứ tư, thân thể cậu chịu nổi không? Mạnh Duy Tất gật đầu: có thể. Vậy thì tốt, tôi dặn dò xuống dưới. Gần đây Tiểu Tây ở trong đoàn vẫn ổn chứ? Trương Nhất Kiệt gật đầu: thuận lợi. Mạnh Duy Tất hỏi: có phải cô của cô ấy trở về rồi không? Trương Nhất Kiệt cười một tiếng: cậu ở đây dưỡng thương mà sao cái gì cũng biết rõ vậy? Mạnh Duy Tất không nói thêm gì nữa. Trương Nhất Kiệt không dám nhiều lời trên chuyện của Triệu Tây Âm, chỉ nhắc tới một việc thức tỉnh anh ta. Ba mẹ cậu biết chuyện cậu bị thương, chủ tịch Mạnh nổi giận, cảm xúc phu nhân cũng không ổn, nói là mai đến thăm cậu. Lúc này Mạnh Duy Tất không vui: anh nhiều miệng gì trước mặt họ vậy? Trương Nhất Kiệt dừng lại: ôi, giám đốc Mạnh, không phải tôi. Vết thương của cậu không nhẹ, bệnh viện bên kia cũng ghi chép lại, qua tay vài người, bọn họ không biết cũng khó. Mà tôi nghe nói ông cụ Mạnh muốn nhúng tay nói dạy dỗ Chu Khải Thầm một chút. Mạnh Duy Tất hừ một tiếng lạnh nhạt: dạy dỗ cái gì, nơi này không phải nói lần đầu, cuối cùng đã dạy dỗ chưa? Trương Nhất Kiệt khuyên can: quan tâm sẽ loạn, chuyện không nên nhọc lòng cũng đừng nhúng tay. Sau mặt Mạnh Duy Tất u ám, cầm điện thoại lên gọi cho người nhà. Không ngoài ý muốn chút nào, lại là một lần tan rã trong không vui. Cách xa như vậy, Trương Nhất Kiệt cũng có thể nghe thấy phảng phất tiếng khóc bi thương của Mạnh phu nhân. Hai năm nay, Mạnh Duy Tất càng ngày càng chính chắn, nhưng trên phương diện tình cảm, dường như lâm vào vòng luẩn quẩn. Chờ Mạnh Duy Tất nói chuyện điện thoại xong, lệ khí giữa lông mày thoáng bớt dần, Trương Nhất Kiệt mới bình tĩnh nói: giám đốc Mạnh, để chống thời gian nửa ngày. Mạnh Duy Tất: làm gì? Tôi sắp xếp giúp cậu đi gặp bác sĩ tâm lý một chút. Tối thứ sáu, Chu Khải Thầm có mặt ở một dạ tiệc diễn đàn kinh tế. Anh mặc âu phục đi giày da, tóc vuốt ngược, cầm ly rượu dạo quanh toàn trường, thuận buồm xuôi gió, toàn thân đều phát ra ánh sáng. Hiển nhiên Triệu Linh Hạ cũng ở đây, quan sát toàn bộ hành trình của anh. Nếu không nói những cái khác, mấy năm nay Chu Khải Thầm đúng là phồn vinh hưng thịnh, giữ phần gia sản này của mình rất chặt chẽ. Lần này Triệu Linh Hạ về nước là vì chuyện đưa ra thị trường, nhưng phần lớn nền móng của bà là ở nước ngoài, thực sự thiếu cơ hội tiếp xúc đến cao tầng hành chính trong nước. Quen thuộc với mấy nhân vật nhỏ có làm được gì, thư ký ở một bên nhắc nhở: bên trái chính là Phó Cục Trần, bên phải là Bí thư trưởng Lâm, đang nói chuyện với Giám đốc Chu là Phó Giám đốc Mễ Hội Bảo Chính. Thư ký hỏi: Giám đốc Triệu, có muốn nói một câu với Giám đốc Chu không? Nhờ anh ta hỗ trợ bắc cầu. Khóe miệng Triệu Linh Hạ cười nhẹ, nụ cười đã mất đi độ ấm. Cậu ta đã thấy từ sớm, biết tôi ở đây đã đợi lâu, cố ý thờ ơ làm như không thấy. Thư ký không rõ cái này. Hả? Vì sao? Triệu Linh Hạ nhớn mày. Thù dai. Quả nhiên, lúc dạ tiệc bắt đầu, Chu Khải Thầm mới đột nhiên phát hiện Triệu Linh Hạ, khách khí xung xoe. Cô Triệu, cô cũng tới à? Sao không cho con biết một tiếng? Triệu Linh Hạ ngoài cười nhưng trong không cười. Ông chủ lớn Chu một ngày trăm công nghìn việc, không dám làm phiền. Vẻ mặt Chu Khải Thâm khó xử, trong mắt cũng có đúng lúc hai phần thấp thỏm. Cô nói như vậy, con nên suy nghĩ lại. Triệu Linh Hạ vẫn là nụ cười ôn hòa. Mấy ngày trước làm loạn một trận ở câu lạc bộ của bạn tôi,
Làm sao? Suy nghĩ lại rõ ràng lại chuyện này hả? Ông chủ Chu, chuyện cậu nên suy nghĩ lại hơi nhiều. Xếp hàng từng cái, đừng nóng vội. Chu Khải Thầm gặp biến không sợ hãi, giữa lông mày phong lưu. Nghe cô dạy dỗ đều là đạo lý lớn. À đúng rồi, vừa nãy con và Phó Cục Trần nói chuyện phiếm vài câu, nói đến việc phúc thẩm tư liệu công ty cô xảy ra chút ý kiến khác nhau. Sắc mặt Triệu Linh Hạ thay đổi. Chú Khải Thầm trấn an nói, cô đừng nóng lòng, con hẹn cục phó Trần chủ nhật đánh cô, sẽ hỏi thăm một chút giúp cô, thuận tiện nói vài lời hay với ông ấy. Con tới bày mưu tính kế đây cô. Bày mưu tính kế, căn bản chính là lấy oán trả ơn. Trong lòng Triệu Linh Hạ rõ ràng, chú Khải Thầm có không ít giao tình trong giới chính trị. Nhờ vào kiếp sống quân đội mấy năm đó, bản thân chú Khải Thầm gia đình nghèo khó, nhưng sở trường của cậu ta là tìm được đường sống trong cõi chết, bắt lấy tất cả cơ hội nhanh chóng vọt lên trên. Nhìn từ cái tính cách này của cậu ta, chuyện lấy lòng con gái lãnh đạo nào đó, thậm chí đến mức nói chuyện cưới hỏi, nhờ vào đó trèo tận mây xanh, có lẽ thật sự không phải tin đồn. Triệu Linh Hạ không dám chủ quan, sau khi tính toán một phen trong lòng, chỉ với qua nửa bước, lặng lẽ rời về từ ranh giới nguyên tắc cuối cùng của anh. Bà ôn hòa, nụ cười ấm áp. Hôm qua ba tiểu Tây đi hồ nước câu cá cùng bạn cũ. Hôm qua anh ấy còn nhớ tới cậu, nhớ rõ cậu thích ăn cá. Đào cửa búa rìu trong lòng Chu Khải Thầm ngừng chiến trong nháy mắt, hiển nhiên một tiếng ba tiểu Tây đâm trúng xương sườn mềm của anh. Triệu Linh Hạ vô cùng thức thời, đi xuống thuận theo bậc thang mới âm thầm tiến công. Bầu không khí lập tức xoay chuyển, tình cũ thân thiết quen thuộc nổi lên. Ngày mai tới nhà ăn cơm rau dưa không? Chu Khải Thầm nở nụ cười. Cô tự làm sao? Triệu Linh Hạ vui vẻ. Ai ra, tôi đây cũng không dám. Quay đầu lại phòng bếp nhà tiểu Tây cũng có thể nổ tung. Chu Khải Thầm không nhận lời nói này, duy trì biểu cảm. Có ý cười cũng có thầm ý. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn đối phương chăm chú. Âm thầm tập hợp khí thế gây sức ép cho Triệu Linh Hạ từng phần từng phần. Im lặng mấy giây, Triệu Linh Hạ nhả ra trước. Sau này tiểu Tây muốn cái gì tôi liền mua cho nó. Thích vòng tay, quần áo, túi, bất cứ cái gì tôi cũng không can thiệp lựa chọn của con bé. Chú Khải Thầm không động đậy, không nói gì. Khóe miệng Triệu Linh Hạ nhếch lên, nụ cười hơi cứng, tiếp tục nói. Không đưa con bé tới những nơi kia, cũng không đi nữa. Chú Khải Thầm nở nụ cười, nâng ly rượu lên, chủ động cụm nhẹ một cái vào ly Triệu Linh Hạ. Nói chuyện với người thông minh, dễ chịu, lời hứa ngàn vàng, giám đốc Triệu. Lúc quanh người rời đi, chú Khải Thầm dừng bước lại, hơi nghiêng đầu bình tĩnh nói. Chủ nhật còn làm một cái bẫy, con sẽ bảo lái xe đến khách sạn đón cô đúng giờ. Ăn một bữa cơm với Phó Cục Trần, kết bạn. Cô chỉ cần tuân thủ hứa hẹn hết lòng, con nhất định giúp đỡ hết sức. Chú Khải Thầm xếp đặt một con đường không đến nơi đến chốn thế này cho Triệu Linh Hạ, quả nhiên là trùng gian giận dữ vì hồng nhan. Tự thể nghiệm nhắc nhở Triệu Linh Hạ, đừng có ngáng chân anh nữa. Đừng có đưa Triệu Tây Âm đi xem thế giới loạn thất bát tào nữa. Chỉ cần Triệu Linh Hạ đừng quấy rối nữa, bà sẽ không thiếu chỗ tốt. Chú Khải Thầm giúp bà giật giấy bắc cầu, một trận gôn vài bữa ăn tháo gỡ tất cả tiến thoái lưỡng nan. Đồng thời có thể diện của tôn đại Phật này về sau luôn có thể tiến hành thuận lợi. Trong bóng đêm, Triệu Linh Hạ hài lòng lên xe. Chú Khải Thầm đứng ở bên cạnh, do dự một hồi vẫn gọi người lại. Cô! Triệu Linh Hạ hạ cửa sổ xe xuống nhìn anh. Chú Khải Thầm đầu lưỡi chống răng, chuyện kia vẫn luôn nghẹn trong ngực anh. Trong lòng anh có suy đoán nhưng không dám chứng thực. Bất kể như thế nào cũng không chọn được từ thích hợp, chỉ đắn đo nói. Tiểu Tây thường xuyên đến nước Mỹ thăm cô, công việc cô bận rộn như vậy, nhất định không có thời gian chơi với cô ấy. Ánh mắt Triệu Linh Hạ bình tĩnh, cười như không cười nhìn qua. Đầu lưỡi chú Khải Thầm bị thắt nút, trong nháy mắt ngay cả lời cũng không thể nói thẳng. Mỗi lần cô ấy đến Mỹ đều chỉ đến thăm một mình cô sao? Triệu Linh Hạ, không chỉ có vậy nha. Cảm xúc chú Khải Thầm treo lên không trung trong nháy mắt. Vài người bạn của tôi cực kỳ thích con bé. Tiểu Tây tán gẫu dạo phố cùng mấy cô ấy, thật sự là một đứa bé ngoan. Không biết Triệu Linh Hạ vô tình hay cố ý, trọng tâm rơi hoàn toàn vào hai chữ, đứa bé. Chú Khải Thầm một mặt mờ mịt, giọng nói Triệu Linh Hạ lạnh nhạt dặn dò lái xe. Khói xe nhả ra vào đầy miệng anh, đèn sau lấp lóe cũng lộ ra sự xảo quyệt. Mấy ngày này tham dự tiệc tiếp khách, anh cũng uống không ít rượu. Lúc này đầu lại bắt đầu đau, anh bảo lái xe mở cửa sổ thông gió,
lạnh lẽo thấm xương ngược lại làm cho anh dễ chịu không ít. Đến quán trà, hai vợ chồng Lão Trình và Cố Hòa Bình đấu địa chủ với nhau. Cách cánh cửa còn nghe thấy giọng nói của Cố Hòa Bình. Lão Trình anh gian lận nha, còn dám lại rõ ràng hơn không? Tôi với anh cùng phe, sao anh nổi chất vua? Lão Trình nghiêm túc nói. À, ngại quá, không nhận ra bài. Trừ chiều cười đến mức nghiêng ngả, hết sức phấn khởi nhận chuyển khoản trên WeChat. Cảm ơn anh nha, anh Hòa Bình. Cô nàng cười, Lão Trình cũng cười theo, nhẹ nhàng sờ đầu cô. Có đủ không? Chiều chiều gật đầu. Đủ rồi. Hiếm khi Lão Trình nghiêng đầu, nhếch đôi mắt nói. Đến đây, hôn chỗ này một cái. Chiều chiều thật hào phóng, ôm bờ vai anh ta hôn ngọt ngào nhớn nhất. Cố Hòa Bình chua choáng váng, đặt bài xuống, đi về phía Chu Khải Thâm. Là người sao? Lão Trình anh là người sao? Nhanh chóng đi phun nước hoa, che đậy một thân mùi cặn bã này của anh đi. Vừa nói vừa cầm hai chén trà, nhét một chén cho chú Khải Thâm. Cạn ly, sinh nhật vui vẻ. Chú Khải Thâm uống. Bệnh tâm thần. Chú Khải Thâm ngồi xuống ghế chân cao. Lão Trình theo tới, hết cầm về phía Cố Hòa Bình. Nói với cậu một chuyện này. Chú, cậu ta thông đồng yêu đương với bạn thân Tiểu Tây. Cậu nhanh chóng trị cậu ta, bằng không thì đợi sau này cậu ta đến trị cậu. Cố Hòa Bình vén mắt trắng lên trời. Chính các anh không nói lời nào thì chết sao? Chiều chiều xuống đây chia tay với anh ta đi, vứt bỏ tên đàn ông già này đi. Lão Trình liếc mắt ra hiệu với anh, nhìn về phía Chu Khải Thâm. Cố Hòa Bình thuận theo nhìn qua cũng phát hiện không thích hợp. Anh Chu, anh sao thế? Một thân mùi rượu, lại chơi đùa mượn rượu giải sầu sao? Chu Khải Thâm vùi đầu, bả vai và cái cổ đưa ra một cái đường cong lưu loát, giọng nói ổn định. Ban đêm có bữa tiệc. Cố Hòa Bình an ủi. Vết thương trên người anh còn chưa lành, đừng ngược đãi mình như vậy. Có thể từ chối thì từ chối, chút chuyện lớn bao nhiêu. Chu Khải Thâm hiển nhiên không trong trạng thái, thần sắc rời rạc vẫn trầm tư. Được thôi, không đáp lại, Cố Hòa Bình cũng không cảm thấy kinh ngạc, tán gẫu nói nhăng nói cuội với Lão Trình. Ngay lúc này, Chu Khải Thâm bỗng nhiên nói một câu. Có khả năng Triệu Tây Âm sinh cho tôi một bé trai. Sinh con trai? Sinh con trai gì? Cố Hòa Bình cười giễu cợt. Chú Khải Thâm, cậu chấn động não còn chưa khỏe mà. Rồi còn mắc chứng vọng tưởng à? Người ta ly hôn với cậu, cậu còn muốn tung tin đồn nhảm như thế nào? Cẩn thận ngồi xổm trong tù đấy. Lão Trình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Cậu Chu, sao cậu lại có ý tưởng này? Chú Khải Thâm cúi đầu, cụp mắt về phía bàn. Người thở dốc một hơi thật sâu. Ngày đó tôi nghe thấy cô ấy nhận một cuộc gọi video. Bên trong có một đứa trẻ gọi cô ấy là mẹ. Là tiếng của bé trai. Lão Trình đặt thuốc lá bên mép, bình tĩnh nói. Thực sự nghe thấy như vậy sao? Không nghe sai chứ? Chú Khải Thâm lắc đầu, huyệt thái dương rất đau. Thời gian quá ngắn, Tiểu Tây lập tức ngắt máy. Nhưng Lão Trình cậu phải tin tưởng trực giác đàn ông. Cố Hòa Bình dội nước lạnh. Đây là vở kịch anh cưỡng ép tự thêm cho mình. Chú Khải Thâm không tức giận chút nào. Đáy mắt ửng đỏ, ánh mắt chân thành, nóng lòng giải thích cho họ. Tiểu Tây rất hay đi Mỹ. Đó là đến thăm cô của cô ấy. Cô ấy bận bịu, không có nhiều thời gian để trông coi cô ấy như vậy. Mà mỗi lần Tiểu Tây qua đều ở lại thời gian dài. Nói nhảm, vé máy bay đắt như thế. Lần dài nhất là tháng 4 sau khi chúng tôi ly hôn. Cô ấy ở đó 2 tháng mới về Bắc Kinh. Cậu muốn chứng minh cái gì? Cô ấy ở lại sinh con ở cữ sao? Cố Hòa Bình vừa tị trợn mắt chừng một cái, sửng sốt một chút, trợn mắt lật trở lại. Ai ra, dường như cũng không phải không có khả năng này. Giọng nói Lão Trình trách móc. Hòa Bình, cậu đừng gây thêm phiền phức nữa. Chu Khải Thâm nói. Bác sĩ Quý Phủ Dung, bạn của cô ấy, tôi tìm người điều tra, Tiểu Tây đến phòng khám bệnh của cô ấy rất nhiều lần. Lão Trình nói. Khả năng này chẳng qua là xuất phát từ tin tưởng. Bác sĩ Quý là bác sĩ khoa phụ sản. Tay Chu Khải Thâm cầm chén trà cũng hơi run rẩy. Thời điểm tôi và Tiểu Tây ở bên nhau, cơ thể cô ấy rất tốt, cơ bản không có bệnh gì về phương diện này. Cố Hòa Bình chọc người ta phiền muộn, quái gở nói. Không phải cậu dày vò hỏng người ta sao? Chu Khải Thâm thật sự muốn hất chén trà vào mặt cậu ta, tức đến nổ phổi nói. Sao hai người lại không tin tôi? Tụi này tin tưởng cũng vô dụng, mấu chốt là cái này không nhất định là sự thật. Cố Hòa Bình cũng oan uổng. Lúc đầu nghe xong cảm thấy cậu rất có lý. Nhưng anh Chu, cậu vứt bỏ sự cố chấp, suy nghĩ lại cẩn thận một chút.
có phải có chi tiết nào đó căn bản không khớp không? Chu Khải Thầm tức giận đập chén trà xuống bàn, đấy chén choàng một tiếng. Nhiều chứng cứ như vậy còn chưa đủ. Lão Trình vỗ vào vai anh. Tôi chỉ hỏi một điều. Nếu Tiểu Tây thật sự sinh con cho cậu, cô ấy muốn tính toán điều gì? Cậu có biết một người phụ nữ dưỡng dục đứa bé có bao nhiêu khó khăn không? Mà theo sự hiểu biết của tôi với Tiểu Tây, nếu cô ấy thật sự có con, nhất định sẽ mang theo bên người, nhất định tự mình chăm sóc. Chu Khải Thầm chui vào ngõ cụt nên bám lấy cái lý lẽ cứng nhắc này. Cô ấy đang trốn tránh tôi, trừng phạt tôi. Thời điểm cô ấy cố chấp thật sự có thể làm ra chuyện này. Cố Hòa Bình và Lão Trình nhìn nhau, trong lòng tự nhủ. Xong rồi, ông chủ Chu tin chắc mình có con trai. Hai đêm nay, Chu Khải Thầm mất ngủ cả đêm. Anh có thể phác họa ra cấu trúc đại khái, nhưng giống như Cố Hòa Bình nói, rất nhiều chi tiết căn bản không khớp. Vậy thì sao chứ? Con người tại thời điểm u mê không tỉnh dễ dàng bị ma quỷ ám ảnh nhất. Một lần náo động này của Chu Khải Thâm khiến Cố Hòa Bình và Lão Trình lo lắng hỏng mất. Cố Hòa Bình nhìn như không đứng đắn, thực ra vô cùng coi trọng tình cảm anh em. Ông nội anh ta là lão tướng quân, đến đời cha gần như từng người đều tòng chính tòng quân, gia phong nghiêm cẩn, tác phong kiên cường mạnh mẽ, danh bất hư truyền. Cố gia anh chị em tuy nhiều, nhưng thật ra cũng không hoàn toàn thân thiết. Tình cảm với nhóm Chu Khải Thâm mới là tình cảm thật sự, vào sinh ra tử, cả một đời đánh không vỡ. Nếu không, ngày mai tôi đi tìm Tiểu Tây một chuyến. Chu Khải Thâm nói. Trạng thái này của ông chủ Chu sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.